gợi ý giày cao gót lần trước của Linh thì mình sẽ để link. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Bảo Linh Channel. Sau video giày cao gót lần trước thì có rất là nhiều bạn đã yêu cầu Linh làm thêm một video nữa về chủ đề giày sneaker. Và bên cạnh những đôi giày cao gót mà Linh chủ yếu dùng để đi tiệc, đi chơi thì giày sneaker là một trong những loại giày mà Linh thường xuyên sử dụng hàng ngày vì độ thoải mái của nó. Nhiều bạn thì nghĩ rằng giày sneaker thì chỉ đi được với những bộ cánh cá tính hoặc hợp với phong cách sporty khỏe khoắn. Vậy thì hãy theo dõi video này để Linh đập tan những định kiến đó về giày sneaker nhé. Và nếu như bạn nào mà chưa xem video về các gợi ý giày cao gót lần trước của Linh thì Linh sẽ để link video ở phần mô tả bên dưới video này. Bây giờ thì hãy cùng xem 5 đôi giày must have, must wear của Linh nhé. Linh sẽ giới thiệu đến mọi người đó chính là đôi sneaker của Alexander McQueen. Tuy ra mắt muộn về kiểu dáng sneaker so với những thương hiệu khác, nhưng mà phải nói là Alexander McQueen vẫn chiếm một vị trí rất cao trong bảng xếp hạng những đôi giày được yêu thích nhất. Nếu mà nhắc đến thương hiệu này thì nghĩ ngay tới nhiều những thiết kế đầy tính đột phá cũng như là độc đáo của hãng. Thời gian đầu mới ra mắt thì đôi giày này nhận được rất là nhiều gạch đá vì hơi giống với những đôi Adidas Stan Smith huyền thoại. Nhưng mà cuối cùng thì đôi giày này cũng được lòng rất là nhiều người mê giày nói riêng và những người yêu thích thời trang nói chung. Hôm nay thì dáng giày trăng, tức là có đế giày cao như thế này này, thì chiếm thế thượng phong. Bởi vì là Linh nghĩ là những đôi có đế cao như thế này thì sẽ giúp ăn gian chiều cao và tôn dáng kinh khủng luôn nếu mà so với những đôi giày có đế mỏng và bằng. Về chất liệu của giày thì được làm bằng da cao cấp và phần gót giày thì các bạn có thể tìm được rất là nhiều biến thể với nhiều màu sắc và chất liệu khác nhau. Linh thấy là đôi giày này khi đi lên thì rất là êm và cho dù đi bộ nhiều trên đôi giày này thì cũng rất là thoải mái. Và ngoài ra một điểm nữa mà Linh thích đó chính là đôi này rất ôm chân và tôn dáng của bàn chân, không giống như những cái đôi sneaker khác bị bè hai phần hông ra ấy, nhìn chân trông thô và xấu, nhưng mà đôi này thì lại hoàn toàn ngược lại. Về màu sắc thì một đôi sneaker màu trắng quá là dễ dàng để mix đồ luôn phải không nào? Và Linh thấy là bao nhiêu đôi sneaker màu trắng cũng là không đủ. Đôi này thì Linh thấy là form rộng một nửa size, thế nên là bạn nào mà muốn mua ấy, thì nên cân nhắc mua lùi một nửa size để có độ ôm chân hơn nhé. Okay, và đôi giày tiếp theo cũng là theo kiểu dáng trăng, đế to và cao, rất là hot mà nếu như không nhắc đến thì sẽ là một thiếu sót rất lớn, đó chính là Balenciaga Triple S. Đôi này thì có màu sắc rất là đa dạng, chắc chắn là sẽ làm vừa lòng tất cả mọi tín đồ thời trang khó tính nhất. Để mà kể ra những người sở hữu đôi giày này thì chắc là kể đến sang năm cũng không hết mất. Vì hình như là ai chơi giày hay là yêu thích thời trang đều sở hữu cho mình một đôi Triple S của Balenciaga. Trên cùng một chiếc giày như thế này này thì được hãng sử dụng rất là nhiều những cái chất liệu vải khác nhau và màu sắc khác nhau, tạo nên sự đặc biệt của đôi giày cũng như là hình khối của đôi giày. Phần đế cao như thế này khoảng 5-6 phân thì cũng làm cho chúng ta ăn gian được chiều cao rất nhiều. Đôi này thì cũng là một đôi giày cá tính, nhưng mà bạn hoàn toàn cũng có thể phối với những bộ cánh nữ tính thì cũng có thể tạo ra một tổng thể độc đáo so với những bộ đồ thông thường. Đôi Alexander McQueen thì Linh đã chọn màu trắng rồi, nên là đôi này thì Linh lựa chọn màu trắng với những điểm nhấn màu hồng đen như thế này này. Vừa có cái gì đấy cá tính nhưng mà cũng vẫn là nữ tính và mềm mại vì là màu hồng mà. Về form giày thì form giày Triple S này khá là to, rộng hẳn một size luôn, nên là khi mua các bạn cân nhắc lấy xuống một size thì sẽ ôm chân hơn, mà khi đi lên thì tổng thể sẽ không khiến giày quá chênh lệch nhiều so với cả tỷ lệ người nhé. Và đôi giày tiếp theo mà Linh muốn giới thiệu đến mọi người đó chính là em giày đến từ Gucci. Mấy năm trở lại đây thì sneaker Gucci vẫn chiếm sóng rất là nhiều, da em nào thì vẫn là phát sốt em đó. Dáng sneaker của Gucci thì rất là basic nhưng mà hãng tạo ra thêm rất là nhiều điểm nhấn khiến cho đôi giày trở nên độc đáo và đỡ nhàm chán hơn. Linh thì Linh chọn cho mình một đôi sneaker của Gucci với phần đế giày được đính đá lấp lánh xung quanh như thế này, khiến đôi giày trở nên nổi bật hơn rất là nhiều. Và bạn hoàn toàn cũng có thể mua kiểu dáng này với đế thấp hơn như là những mẫu giày thêu đình đám của Gucci chẳng hạn. Và những đôi giày đến từ nhà mốt Gucci thì mang một chút hơi hướng unisex, thế nên là cả bạn nam lẫn bạn nữ đều có thể đi được, nên đã vừa đủ nhưng mà vẫn khoe được sự cá tính và tạo điểm nhấn độc đáo cho trang phục của mình. Giày sneaker của Gucci thì form cũng hơi hơi to, thế nên là các bạn nên cân nhắc mua lùi nửa size so với size thường nhé.
giờ thì mọi người hãy cùng ngắm nhìn một số hình ảnh của các fashionista trên thế giới cùng với những đôi sneaker của Gucci nhé. Và một đôi giày sneaker nữa đến từ nhãn hiệu mà Linh yêu thích, đó chính là đôi sneaker đến từ nhãn hiệu Chanel. Nhắc tới Chanel thì chúng ta chắc chắn là sẽ nhớ tới những chiếc túi xa xỉ mà bất kỳ ai cũng muốn sở hữu. Nhưng mà còn giày thì sao nhỉ? Tuy Chanel không chuyên sản xuất giày sneaker, nhưng mà những mẫu sneaker của hãng cũng rất là được đón nhận. Chanel cũng bắt kịp xu hướng giày chunky và cho ra rất nhiều những bản phối màu với chất liệu khác nhau cho mẫu giày sneaker của mình. Dáng sneaker của Chanel thì cũng khá là năng động, đi lên thì cũng rất là êm chân, nên là sneaker của Chanel cũng là một sự lựa chọn sáng giá cho những bạn nào mà mê giày hiệu. Về size giày thì sneaker của Chanel khá là đúng size, nên là các bạn hoàn toàn có thể thoải mái lựa chọn đúng với size chân của mình nhé. Và đôi giày cuối cùng chốt hạ cho video lần này đó chính là đôi giày đến từ nhà mốt Stella McCartney. Từ đầu video đến giờ thì Linh đều nói đến những đôi sneaker độ đế và ăn gian chiều cao. Đôi giày mà Linh chuẩn bị giới thiệu thì không phải là giày sneaker mà là dáng giày platform độ đế. Và chính vì thế mà Linh cũng đã đắn đo suy nghĩ rất là nhiều để cho vào list giày ngày hôm nay. Đôi này thì hot khỏi phải bàn rồi, vì với cái gót cao 8 phân như thế này thì đừng hỏi về độ ăn gian chiều cao luôn. Trên thân giày thì có những hình ngôi sao như thế này là biểu tượng đặc trưng của hãng Stella McCartney. Đôi này thì thực sự lúc mới ra ấy, bị nhiều người chê là thô kệch dữ lắm, nhưng mà sau dần thì cũng được mọi người chấp nhận. Điển hình như là Phạm Băng Băng thì phải nói là fan ruột của đôi giày này. Đôi này thì là siêu ăn gian chiều cao, tuy nhiên để mà đi bộ trên đôi giày này trong một thời gian dài thì Linh cảm thấy là hơi đau chân một chút. Về form giày của đôi giày này thì với những người có bàn chân thường và mỏng thì nên đi xuống nửa size nhé. Vừa rồi là những mẫu giày sneaker yêu thích và hay đi của Linh. Linh thì thấy phát minh ra giày độ đế là một phát minh văn minh nhất trong làng thời trang, bởi vì ai mà chẳng muốn ăn gian thêm mấy phân chiều cao mà không phải vật vã đi trên những đôi giày cao gót, đúng không nào? Video lần này thì Linh xin dừng lại ở đây. Nếu bạn là một người yêu thích đồ hiệu hay là quan tâm đến những thông tin của món đồ cao cấp ấy, thì đừng quên subscribe kênh của Linh để nhận được thông báo cho những video tiếp theo nhé. Hãy like video này để Linh có động lực ra thêm nhiều video hơn nữa. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Bye bye.